Hello mọi người, hôm nay hai vợ chồng mình bay từ Portland qua bên San Francisco để mình đi Singapore. Hello, hai chồng mình đi tiếp nha. Mình mới đáp từ Portland PDX, Portland, Oregon qua tới San Francisco. Chuyến này hai chồng mình đi Singapore cũng chi ghế luôn, tại vì đi của United. Chuyến này là G9. Cảnh cũ người xưa. Mình mới quay đây hồi cuối tháng 1, lúc mà mình đi Bangkok. Giờ thì mình đi Singapore. Nhớ theo dõi hành trình của hai vợ chồng mình nha. Ở đây có tiệm cà phê robot nè, lại tự order đây robot, ngầu không, quá chừng ngầu luôn. International Terminal. Bây giờ là 12 giờ sáng, mình chuẩn bị bay qua bên Singapore direct luôn, non-stop 17 tiếng. Đáng lẽ là 11 giờ tối mình bay rồi mà United delay hôm nay 1 tiếng đồng hồ. Còn hôm qua thì từ Portland bay qua bên San Francisco để đón cái chuyến đi Singapore, nhưng mà người ta bị trễ, quá là trễ luôn, cho nên không có kịp connection ở bên San Francisco, cho nên mình phải dời một ngày. Là đáng lẽ hôm qua thứ sáu mình đã bay rồi, nhưng mà hôm nay thứ bảy mình mới bay. Tại vì ở bên San Francisco người ta nói cái phi trường nó đang làm construction, cái đó là lý do của họ. Nhưng mà không biết có phải không. Hồi tháng 1 mình bay đi Bangkok, nó cũng delay cho mình luôn. Nó delay 2 tiếng đồng hồ. Không biết phải United không, mà lúc nào bay United cũng bị delay hết. Cuối cùng giật già giật dưỡng trên máy bay, mình cũng đã tới Singapore rồi. Sống sót 17 tiếng từ San Francisco qua Singapore direct luôn. Mới tới Singapore. Bây giờ là 9 giờ sáng thứ hai. Qua immigration này, cái gì người ta cũng làm bằng máy hết, rất là dễ dàng. Trước là mình phải fill out cái form trước, xong rồi giờ đi lấy luggage. Giờ ra đổi tiền với lại mua SIM card. For 4G one. This is 5G and this is 4G, $28. Both come with 100 gig. We only here until Friday. The minimum we have. That's minimum. $30, huh?
28 is the minimum, but it's 4G network. If you want speed a bit, then $30 5G. Có thể là được một đô là được một đồng 36, một đồng 10 chứ, mình được đồng 10. Cái sim 30 đồng minimum. Đón Grab về khách sạn. Từ đây đi Katong là 23 đồng. Tại vì xe lớn. Grab. Xe lớn cái xe 6 chỗ. Mấy đồng à? Giờ này là thứ hai 9 giờ, tùy theo cái giờ nó có kẹt xe hay không thôi. Tới khách sạn rồi. Vinh chạy, I have no, I'll keep this one, you keep that. Vinh chạy, I have it. Thank you. Mình book cái suite. $200 đêm. Cái này là cái lớn nhất của cái khách sạn này. Cái này là gần khách sạn, đi bộ qua chắc 5 phút. Cái trái gì lạ vậy anh, cái trái gì vậy anh? Ồ, giải rừng hả? Nói là anh cũng không biết nữa, nhưng mà nó rẻ kìa. Mountain lychee, giải rừng 4 đồng ký, 4 đồng cũng rẻ. Mua thử thì đó, không biết nó còn này nhiêu. 4 đồng à? Mình người nói mình ăn thử được không? Ăn còn 4 đồng cái gì này nhiêu, nửa ký 1.5 đồng, còn bon trời rẻ rẻ dữ vậy. Con. Đây là hình như bữa hôm mình đi đó anh. Cái chỗ bán trái cây nữa. Đây thì ở đây có 2 đồng ký. Chừng đông luôn. I know. Tàu tàu Thái hả? Cơm phần hả? Cơm chỉ. Cơm chỉ. À, chỗ nào cũng có lai dài. Lai dài là mình biết rồi. Lá xì lan hát hả? Có lý gì ta? Anh thấy ngoài kia chỉ cần có 24 tiếng là mình đi qua
một cái setting khác. Ngồi trên máy bay 17 tiếng ròng rã. Ra nước mía. Trời. Như đây 32 đồng.
muối. Nhiều lắm. Something tưởng hạn mà cây già nữa.